Khi bắt đầu video thì chúng ta cần phải set up một số thứ và dọn dẹp cái đống bừa bộn này. Và bây giờ căn phòng của chúng ta đã gọn gàng hơn và đống rác đã chuyển từ nơi này sang đây. Trước khi vào video thì chúng ta sẽ có 30 giây quảng cáo. Hiện tại mình đang làm một kênh YouTube hoàn toàn mới. Kênh của mình nó có tên là Cùng Tôi Khám Phá. Và nếu các bạn có đam mê những cảnh đẹp thiên nhiên, nên văn hóa ẩm thực và khám phá những cái trải nghiệm mạo hiểm, thì các bạn có thể xem những cái video mà mình quay ở trên phần thẻ đề xuất này nhé. Chào các bạn, đã lâu lắm rồi thì mình đã quay trở lại kênh Đức Đức Điện Tử. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mua một con máy khoan mà mình vừa mới mua được ở bãi sắt vụn nhá. Con máy khoan này nó rất giống với lại con máy khoan mà mình mua. Mình vừa mới mua con này hôm trước thì hôm sau mình đã mua được một con máy khoan tương tự, nhưng mà nó để tên là DeWatt khác thôi. Còn con bên này người ta để là Makita này. Thì nó hai con giống hoàn toàn nhau nhưng mà nó khác mỗi cái tên thôi và màu thôi. Thì mình cũng rất là thích và mua những cái con máy khoan này ra. Con máy khoan này thì mình mua mình cũng chưa dám mua nó ra đâu. Thì mình sẽ mua cái con mà cũ hơn thì mình đỡ sót hơn nhá. Okay, đây. Con máy khoan này của mình vẫn sử dụng bình thường nhưng mà con này nó bị một cái bệnh, đó chính là bệnh chạy hết tốc luôn các bạn, và nó ship cái ấy này lắm. Cái đầu khẩu này của nó vẫn mở ra bình thường này, nhưng mà nó chạy nó gần như là mắc tốc luôn. Và nó chạy kiểu chập chờn ấy. Vậy nên là mình sẽ mung cái con máy khoan này ra để xem bên trong nó có gì nhá. Con máy khoan pi này thì cũng đã bị sửa rồi các bạn. Thì các bạn thợ sửa được, các bạn bắt cái vít ấy này, cái vít không phải nguyên bản của nó đó. Thì có lẽ là con máy này không sửa nữa nên là người ta sẽ bán sắt vụn. Nó có một con ốc này khó lấy ra không các bạn? Mình sẽ lấy một cái tô vít khác để tháo này ra nhé. Mình sẽ cố tháo cái con ốc này ra. Này sao người ta bắt chặt thế nhỉ? Con này thì nó bị lệch gen rồi các bạn, nó không ra nữa. Rồi bây giờ mình chỉ cần tháo bốn cái ốc ở đây thôi. Chắc là ra mình chưa tháo cái máy khoan pin bao giờ nên là mình cũng hơi bỡ ngỡ. Đây là cái máy khoan pin đầu tiên mà mình tháo, mà là loại không chổi than ấy. Mình cũng mua cái này cũng chỉ vì là nó không có chổi than và mình cũng chưa test, nhưng mà lúc về đến nhà thì mình bóp nó vẫn chạy, thì khả năng là ESC của nó vẫn còn sống và có thể là cái này nó hỏng hộp số. Mình đoán vậy, mình cũng không sửa cái này bao giờ. Đây là con đầu tiên mà mình tháo ra, mình sẽ tháo ra xem bên trong nó có gì. Bây giờ thì mình sẽ thử quay video một cái kiểu mới, nó khác so với lại ngày xưa mà mình làm.
Ngày xưa mình làm thì mình chỉ quay những cái video POV ở trên này thôi, nhưng mà mình sẽ quay thêm một góc máy mới. Đây lại một con mic khác à? Cái này của mình nó lại không vừa rồi. Mình lại phải xuống lấy một cái đồ mic khác để tháo nó ra. Con máy này đủ các loại không? Mình có đi làm thì mình thấy là con máy giặt của Electrolux nó lắp đủ các loại ốc, nhưng mà bây giờ mình lại gặp một cái con máy bắn vít đủ các loại ốc. Hiện tại thì mình cũng chưa set up xong bàn làm việc đâu. Oh my god. Lần đầu tiên mình thấy. Ngạc nhiên các bạn ạ. Lần đầu tiên mình tháo ra mà cũng gặp cái cảnh tượng nó như thế này. Đây các bạn có thể thấy được là người ta đã tiện một cái khẩu inox này và người ta nối vào cái đầu này đó. Cái đầu này thì có vẻ là nó bị mất hết các số rồi, mất hết các bánh răng rồi. Thế là người ta tiện một cái đầu khẩu mới. Các bạn nhìn này, đó, nó mất hết số, gãy hết số rồi, người ta tiện cái này bằng inox hẳn hoi nhá. Để xem mình có phải inox không. Sắt các bạn ạ. Nhưng mà sắt này đẹp lắm. Thì nó nối thẳng vào cái motor luôn. Nối thẳng vào cái motor này và nối thẳng ra cái đầu này, không qua hộp số nữa. Bây giờ cái này nó là vô tác dụng các bạn, không phay được nữa rồi. Thì cái motor này nó sẽ chạy luôn, nó không hay sao nó cứng thế nhỉ, nó sẽ chạy thẳng từ motor ra nên là nó sẽ yếu nhá. Còn cái này của mình là nó vẫn xoay được thì nó sẽ như thế này này, thì nó sẽ có mức độ tốc chậm nhanh đó. Nhưng mà cái này nó không có nữa rồi, nó chỉ có nguyên nối thẳng từ cái đầu này vào motor luôn đó. Thì nếu mà cái này có hộp số khác, có bánh răng khác thì có thể mình sẽ sửa được, nhưng mà nó cũng sẽ bằng giá mua cái này đó. Thì đây là bên trong của cái con khoan pin này. Đây là ESC này. ESC thì mình nghĩ là nó vẫn còn sống nhá. Người ta đúc trong một cái keo, lọ keo ấy như thế này này. Đó, đèn xì như thế này. Thì cái này cái này là silicone các bạn, cậy được các bạn. Thì mình cậy ra thì nó sẽ bị mất giống nước. Thì đây là cái điều tốc, cái kiểu chiết áp với lại đảo chiều ấy, thì các bạn sẽ đảo được chiều của cái con máy khoan pin này. Nó cũng khá là hay đấy, thì các bạn sẽ tận dụng được lại những cái mạch này. Mình thấy là mạch này nó vẫn sẽ chạy. Đây là đèn này, thì mình sẽ tháo một từ ra cho các bạn xem, cho người ta chế nó. Ôi giời ơi, bây giờ cái này tháo ra kiểu gì nhỉ? Cái này bây giờ nó chết cứng ở đây rồi các bạn. Nếu mà nhà sản xuất người ta làm ấy, thì nó có bánh răng ở đầu này này,
thì mình tháo ra được, nhưng mà giờ nó không có. Người ta hàn kết vào đây rồi thì mình cũng không tháo ra được cái motor này luôn. Thì các bạn sẽ xem ở trên góc máy trên này nhá, thì nó quấn dây đồng khá là ít vòng và motor mình thấy cũng hay phết. Cái này mà ái sử dụng được lại thì cũng được vào nhiều việc phết các bạn. Nhưng mà bây giờ làm sao tháo được cái khẩu của mấy các bác chế này ra mới là vấn đề này. Đấy thì cái này thì mình nghĩ là nếu mà nó hỏng thì mình quấn lại bình thường, mình chỉ sợ cái xa này nó bị dỉ thôi này. Nhưng mà cái xa này vẫn còn mới lắm. Bi thì mình cũng có thể thay, thì cái motor này cũng khá là dễ sửa. Có mỗi cái ESC này nếu mà nó hỏng thì là cũng củ chuối này, nhưng mà mình thấy nó vẫn chạy thì chắc nó cũng không sao đâu. Đó. Thì bên trong một cái máy bắn vít thì nó cũng chỉ có như vậy thôi các bạn. Cái này là khoan pin nhá, mình cũng hay bị nhầm gọi khoan pin với lại bắn vít ấy. Đó, thì nó cũng chỉ có như vậy thôi, nó cũng không có gì cả. Tại vì các bác sửa đã tháo hết cái bánh răng ra rồi. Ok, và video hôm nay thì mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Những video sau thì mình sẽ làm những cái đấy, tháo bung ra hay hơn. Hiện tại mình đang có rất là nhiều dự định làm những cái video mới. Và các bạn nếu thấy video hay thì có thể like, đăng ký kênh ở phần bên dưới này nhé. Ok, video hôm nay thì mình sẽ kết thúc ở đây. Tạm biệt các bạn.